sáng ngày 21 tháng 4, tức mùng 10 tháng 3 âm lịch, tại điện Kính Thiên trên đỉnh Nghĩa Lĩnh thuộc khu di tích lịch sử Đền Hùng, chính quyền tỉnh Phú Thọ đã thay mặt đồng bào cả nước tổ chức trọng thể lễ dâng hương tưởng niệm các vua hùng, tưởng nhớ tri ân công đức tổ tiên đã có công dựng nước. Tham dự lễ dâng hương có các ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cùng đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và các tỉnh thành phố gấp giỗ Hà Nội, Vĩnh Phúc, Sơn La, Thái Nguyên. Sau lễ dâng hương tại đền thượng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu đã đặt vòng hoa thắp hương tại Lăng Hùng Vương, dâng hoa tại bức phù điêu, Bác Hồ nói chuyện với đại đoàn quân tiên phong tại ngã năm đền giếng. Qua 3 năm triển khai thực hiện nghị quyết 03 về chi thu nhập tăng thêm, Sở Nội vụ đánh giá, cán bộ công chức viên chức phấn khởi, hăng hái tham gia công tác, cống hiến đạt nhiều thành tích cao hơn, thu nhập tăng thêm khơi gợi tinh thần lao động sáng tạo, nâng cao chất lượng bộ máy nhà nước, giúp thành phố Hồ Chí Minh đạt nhiều thành tựu phát triển kinh tế xã hội thời gian qua. Cụ thể, chất lượng công tác quản lý nhà nước và dịch vụ công được nâng cao, chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh năm 2019 tăng 3 hạng so với năm 2018, từ hạng 10 lên hạng 7. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn năm 2019 đạt 99,93%, tỷ lệ hài lòng của người dân doanh nghiệp đạt từ 80% trở lên. Năm 2020, thành phố Hồ Chí Minh đạt nhiều kết quả quan trọng trong duy trì phát triển kinh tế xã hội, ứng phó với khó khăn do dịch Covid-19 gây ra. Trưa ngày 21 tháng 4, ông Nguyễn Văn Vũ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho biết, lực lượng chức năng và đơn vị chủ đầu tư dự án bất động sản Golden Hill Villa đang nỗ lực triển khai khắc phục hậu quả của sự cố lũ cát nghiêm trọng xảy ra vào khuya ngày 20 tháng 4 đến rạng sáng ngày 21 tháng 4. Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ 20 ngày 20 tháng 4, khi trời bắt đầu mưa thì lượng cát đỏ kèm theo nước từ dự án Golden Hill đổ xuống tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Mũi Né. Đây là con đường trọng điểm ra khu du lịch quốc gia Mũi Né. Do sự việc xảy ra quá nhanh nên hai chiếc ô tô và 5 chiếc xe máy đang lưu thông trên đoạn đường trên bị cát phủ lấp. May mắn những người điều khiển các phương tiện này đã kịp thoát ra ngoài. Tại hiện trường, nhiều khu vực bị cát phủ lấp cao tới gần 2 mét, trong đó nhà hàng Làng Chài là nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất. Theo thống kê sơ bộ, nhà hàng này bị thiệt hại nhiều thiết bị điện tử, trần nhà bị sập, nhiều vật dụng như bàn ghế bị hư hỏng. Theo ngành chức năng địa phương, sau khi xảy ra sự cố, chủ dự án bất động sản và ngành chức năng đã huy động phương tiện và nhân lực để khắc phục. Sau khoảng gần 4 giờ khẩn trương khắc phục, đến 5 giờ 30 sáng ngày 21 tháng 4, các phương tiện giao thông đã có thể lưu thông qua lại. Hiện công tác khắc phục sự cố vẫn đang tích cực được triển khai. Ông Lê Bá Thuận, Bí thư Đảng ủy phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tử vong vào sáng sớm nay ngày 21 tháng 4, nghi do bị đâm. Sáng ngày 21 tháng 4, nguồn tin của phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng cho hay, khoảng 23 giờ ngày 20 tháng 4, ông Lê Bá Thuận, Bí thư Đảng ủy phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, được đưa vào bệnh viện đa khoa khu vực thị xã Ninh Hòa trong tình trạng bị thương nặng. Sau khi sơ cứu, ông Thuận được đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa nhưng đã tử vong vào lúc 4 giờ sáng nay ngày 21 tháng 4. Một lãnh đạo thị xã Ninh Hòa cho biết, nguyên nhân tử vong của ông Thuận đang được phía công an tỉnh Khánh Hòa điều tra làm rõ. Tuy nhiên, trên thi thể ông Thuận có vết dao đâm nên không loại trừ đã bị kẻ xấu hãm hại. Mạng xã hội đang chia sẻ đoạn clip dài gần 2 phút ghi lại hình ảnh cảnh sát giao thông chạy mô tô đặc chủng đi trước, ra hiệu cho các xe khác nhường đường để mở đường cho ô tô chở sản phụ vỡ ối đến bệnh viện. Người quay clip cũng là người đăng tải sự việc, sinh năm 1990, ngụ tỉnh Đồng Nai, trú thành phố Thủ Đức. Anh cho hay, chiều ngày 20 tháng 4, vợ anh sinh năm 1991, mang bầu bị vỡ ối, nên anh đã đặt xe công nghệ đưa vợ tới bệnh viện Từ Dũ để sinh con. Khi xe tới giao lộ đường Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống, đường đông khó di chuyển, thấy có cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ nên đã nhờ hỗ trợ. Sau đó, cảnh sát giao thông đã dùng xe đặc chủng mở đường đến hầm vượt sông Sài Gòn. Sáng ngày 21 tháng 4, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt PC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh xác nhận sự việc trên xảy ra khoảng 17 giờ 25 phút ngày 20 tháng 4. Theo đó, Ban Chỉ huy đã điều động một đồng chí chốt ở đường Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống, chốt B1. Riêng Đại úy Nguyễn Hữu Thắng, cán bộ đội Cảnh sát Giao thông Cát Lái, Phòng PC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh đã dùng mô tô đặc chủng mở đường cho xe chở sản phụ di chuyển đến bệnh viện. Reuters đưa tin,
Chiều ngày 20 tháng 4 giờ địa phương, cựu cảnh sát Derek Chauvin, người gây ra cái chết cho người đàn ông da màu 46 tuổi tên George Floyd và khiến cả nước Mỹ chìm trong bạo loạn chống phân biệt chủng tộc suốt nhiều tháng trong năm 2020, bị tòa án chính thức tuyên có tội với cả 3 tội danh giết người cấp độ 2, giết người cấp độ 3 và ngộ sát. Người bị kết tội giết người cấp độ 2 đối mặt mức án tối đa 40 năm tù, giết người cấp độ 3 đối mặt 25 năm tù và tội ngộ sát có mức án tối đa 10 năm tù. Chauvin bị còng tay và dẫn giải đi ngay sau khi tuyên án và thẩm phán Peter Cahill cho biết án sẽ được chính thức thi hành sau 8 tuần. Ban bồi thẩm bắt đầu phiên xét xử vào ngày 20 tháng 4 và chỉ mất 10 giờ để đi đến việc kết tội. Trước đó, các thành viên ban bồi thẩm đã nghe lời khai từ 45 nhân chứng, bao gồm những người qua đường, quan chức cảnh sát và các chuyên gia y khoa trong 3 tuần. Một phiên tòa khác xét xử 3 cựu cảnh sát khác có tên là Thomas Lane, J. Alexander Quinn và Total cũng liên quan vụ việc sẽ diễn ra vào tháng 8 tới.